ngày 12 tháng 9 tại xã Bình Yên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho 160 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, giám đốc ban quản trị hợp tác xã của hai xã Trung Lương và Bình Yên. Tại đây, các đại biểu đã được thông tin quảng bá, kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ sản xuất, hỗ trợ sản phẩm, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ, hỗ trợ tạo điều kiện cho các địa phương đưa hàng hóa đặc sản vùng miền đến với khách hàng, tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng hóa, nhãn hiệu, thương hiệu Việt Nam, hướng dẫn việc sử dụng công nghệ số trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và giới thiệu về các doanh nghiệp tiêu biểu, địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng có thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ, các kênh phân phối hàng hóa, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, thực hiện chính sách bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi về quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ hàng hóa Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong tình hình mới. Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện cuộc vận động, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa thực hiện cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân.